Dạ vâng, quý vị khách quý, và trong niềm hạnh phúc lớn lao của đôi ba trẻ ở chung một lễ vui hôm nay, chúng tôi không thể không nhắc đến các bậc sinh thành và dưỡng tử. Và dẫu biết rằng cầm vợ đã chồng, và đó chính là trách nhiệm, là bổn phận của những người làm cha làm mẹ. Họ đã dành cho con cái của mình bằng tất cả tấm lòng yêu thương và sự hạnh phúc tuyệt vời ở chung một lễ vui này. Cho phép tôi là những thực hiện chương trình, xin được trân trọng kính mời về phía gia đình họ nhà gái của chúng ta ở chung một lễ hôm nay. Về với sân lễ lúc này, trân trọng kính mời ông Đinh Prang và bà Bếp tại làng Bla, xã Cửa Đang, huyện Đắc Đoa, Sa Lai, trở về với sân khấu lúc này, và đó chính là song thân phù mẫu của cô dâu. Trân trọng kính mời. Vâng, và kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng chào đón đại diện của họ nhà gái. Vâng, và đồng hành cùng với họ nhà gái đó chính là họ nhà trai. Vâng, và Mỹ Hương cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trương, bà Trương Thị Lư, đó chính là người mẹ kính yêu của... Vẫn thường nói rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tân tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vâng, và kính thưa quý vị, ngay lúc này thì mọi nhân vật chính trong buổi lễ vu quy đã trở về với sân khấu. Vâng, và Mỹ Hương xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc cho một đại gia đình hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị khách quý ở xa quê thân mến, và sự có mặt đông đủ của quý vị này đây, và đó chính là món quà rất là vô giá đối với hai bên gia đình chúng tôi. Và người ta thường nói rằng thời gian là vàng, là ngọc, là đặc quý. Quý vị đã chút thời gian và ngọc của bác quý vị đã về đây để chúng ta cùng chứng kiến tất cả nghi thức của buổi lễ vương quy mà đôi bạn sẽ được diễn ra trong ngày hôm nay. Và sẽ đây, tiếp tục mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu lúc này, những ánh mắt thân thương và những nụ cười chiều mến quý vị, để chúng ta cùng lắng nghe và cùng cảm nhận được tất cả tình cảm đặc biệt của gia đình sẽ được dành về cho gia đình và dành đến quý vị khách quý đã được có mặt tại nơi đây. Và đầu tiên chúng tôi muốn mời gia đình họ nhà gái có những lời chia sẻ, những lời phát biểu. Trân trọng kính mời Chúa. Kính thưa chú bác, ông bà đường xa xa gần, ngày hôm nay gia đình hai gia đình vui được tổ chức hai đứa con từ bao giờ từ rất mừng bà con dành được thời gian lưu vô tới đây rồi, cảm ơn ạ. Rồi có gì xin hết ạ. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? À? Xin được cảm ơn những lời phát biểu rất chân thành từ phía đại diện của hai bên. Vâng, và Mỹ Hương cùng với Suga xin được phép thay lời cho dịch vụ tiệc cưới Thuận Sơn, xin được kính chúc cho toàn thể quý vị khách quý sẽ có thật nhiều niềm vui, sức khỏe, và đặc biệt là một buổi trưa thật là ngon miệng cùng với gia đình hai bên đôi uyên ương và cùng với dịch vụ tiệc cưới Thuận Sơn. Vâng, hai lần đầu tiên tôi mời cô dâu chú rể chúng ta cùng nhận và cùng dâng lên và chúc phúc cho mẹ và bố của cô dâu. Xin mời chú rể hãy dâng đi cho chúng ta chuẩn bị đi. À, có nước ngoài chúng ta chuẩn bị, nước ngoài chúng ta chuẩn bị, chúng ta cùng chuẩn bị để chúng ta cùng dâng lên thật cao. Vâng, và những chén rượu hiếu, rượu thảo này chúng con xin thành kính dâng lên cho cha mẹ. Cầu chúc cho cha mẹ thật nhiều sức khỏe và sống đời cùng với chúng con. Vâng, và ngay lúc này thì kính thưa hai bên gia đình, để cho tình thông gia của chúng ta mãi keo sơn và bền chặt, xin được trân trọng kính mời quý ông và quý bà hãy cùng tiến lên phía trước một bước cùng cùng ly. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời gia đình họ nhà gái, gia đình họ nhà trai chúng ta cùng ly để kết kỷ tình chúng ta và cùng xây dựng nên tình yêu và sự hạnh phúc của hai con, hai em của mình cho đến mai sau. Và chúng tôi là mời quý vị khách quý chúng ta cùng dâng ly của mình thật cao lên đi ạ. Chúng tôi mời quý vị chúng ta dâng ly thật cao lên và chúng ta cùng hô từ 1 đến 3 thật lớn ạ. Xin mời ạ. 1, 2, 3, 4, chúc mừng hạnh phúc. Vâng, và chúng ta ngày hôm nay kết nghĩa thì chúng ta mừng cho hai nhà đậm đà tình thân, tình duyên kết nghĩa trong năm, sau khi tình thảo được lòng mạnh ra. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng. Vâng, và kính thưa quý vị, ngay lúc này thì sân khấu của dịch vụ tiệc cưới Thuận Sơn chúng tôi đang vô cùng đông lên. Nhưng một lần nữa chúc cho hai họ thì ngày hôm nay đã có được dù gì và rễ thảo.